Vâng, em chào tất cả các bác. Thì đây là ba con Crown Macrotech 600. Em cập bến vừa được vừa rồi là 4 con, một con em gửi hôm qua cho các bác rồi. Thì ba con này gửi cho ba bác, một bác không lấy phụ kiện và chiên khoáng đủ là 11,5 triệu. Còn hai bác lấy luôn phụ kiện là chiên khoáng đủ là 11,8 triệu, đã bao gồm phí ship nha các bác. Đấy, thì bác kia không lấy phụ kiện và chiên khoáng đủ luôn nên là 15,5 triệu. Là em các bác không lấy cái gì thì em sẽ bớt ra hết cho các bác nha. Nên các bác yên tâm. Tới với em, thứ nhất là chất lượng và giá thành. Tí nữa cuối video em sẽ có test cho cái hay của những dòng lưu kho này các bác cùng xem nha. Rồi đó các bác sẽ được thấy cái chất lượng nó như thế nào. Thì đây là những con Crown Macrotech 8600. Hiện tại thì trong đơn hàng em đấu về đó là 9 con, nhưng mà mới về có 4 con, hiện tại còn 5 con nữa nha các bác. Về đồ đẹp thì miễn bàn. Tem cờ trước không sau còn nguyên hết cho các bác nha. Đây, ba con chiều nay lên đường cho bác nha. Đây, thì cấu hình của Macrotech 600 thì nó sẽ là hai tăng phô. Và đây là những con đời cao, những mắt đời cao nhất nó có bo nhận tín hiệu full cổng nha. Còn cái những cái đời thường nó không có bo này nha các bác. Có lưu ý nha, những con 600 là đời cao nhất nha các bác. Chạy là 16 con vương miện và 8 con sọc thang, tổng là 24 con. Đây, full vương miện hết cho các bác luôn nha. Đây, các bác thấy đồ đẹp này, quạt này. Hoặc em ru nha các bác. Hay là hai cái tăng phô. Đấy. Các bác hàng lưu kho thì đồ đẹp như nhau quá nha các bác. Những con này em trước khi đến các bác là em đã thổi bụi hết nha. Đấy. Sạch bóng hết rồi. Đây ba con này em mới vừa giao cho vợ em là thổi bụi sạch sẽ hết rồi. Và test ok hết, các bác về cắm điện 100-110 nha, ok nha. Đây. Bản full này các bác, bản full này, gọi là bản full bản hết số á, là nó có cái bo tín hiệu nhận là gồm full cổng này. Đấy. Còn cái bản thường là nó có khi nó chỉ có 6 ly thôi, không có bo nào nha. Đây. Các bác cứ theo dõi kênh của em và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Thì dòng Crown được cuối năm này em đấu được về lô là một mã 600, 1200, 2400, 2402 và 5002. 5002 6 con mà về 4 con rồi. Mà có chốt hết rồi các bác. Con 502 là có chốt tổng 6 con là có chốt hết rồi. Hiện tại là còn mã 600, 1200 và 2400 và 2402. Rồi chiều nay lên đường cho ba bác nha. Bác nào mình cần những cái model hàng tuyển cũng như là hàng nó đáng sưu tầm như thế này thì có cái liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên nha. Rồi sau đây mời các bác cùng xem cái quạt nó chạy nha. Đây. Đấy, ok. Đấy. Em về sân chiều nay là gửi hết cho tất cả các bác và em làm khúc video này để mời các bác cùng nghe cái tiếng tản nhiệt của nó này, rất là êm ái nha. Những con này lưu kho, bác là mình muốn sở hữu hàng sưu tầm thì liên hệ cho em. Thì cuối năm này em về được lô Crown lưu kho của Mỹ này, cực đẹp để các bác sưu tầm chơi. Bác cứ liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại này nha. Hay cảm ơn các bác rất là nhiều.